Ở clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái bộ đục xiên của Gia Tấm. Ở đây mình đang có cái bộ đục xiên 3.85. Thì 3.85 nghĩa là cái khoảng cách của các mũi đục này là 3.85mm. Nó còn một cái cữ nhỏ hơn, đó là 3.38mm. Thì các cái mũi nhỏ sẽ sử dụng cho các cái sản phẩm nhỏ như dây đồng hồ hay bao da điện thoại. Nó có kích thước nhỏ, thế nhưng cái mũi chỉ nhỏ nó sẽ hợp với những cái sản phẩm đó hơn. Còn hiện tại đối với những cái sản phẩm như ví, túi sách, cặp, ba lô các kiểu thì các bạn sẽ sử dụng đa phần là cái mũi là 3.85 này. Thì một bộ đục này nó sẽ có 3 cái cây đục. Thứ nhất là cây hai răng này, mình sẽ sử dụng cho những cái đường bo cong, những cái đường bo góc. Cây 5 răng và cây 10 răng. Cây 10 răng sẽ đục cho những cái đường chạy dài. Mình sẽ tiết kiệm được cái lần đục hơn so với những cái cây đục ngắn như thế này. Thì thường sẽ sử dụng nhiều nhất là hai cái cây đục này. Cây này sẽ cho cái đường chạy đường kéo dài, và cái cây đục hai răng này sẽ cho những cái đường bo góc, những đường uốn cong. Thì cái thiết kế của cái đục xiên này là các cái mũi đục nó dạng dẹt và nó xiên chéo rất là đều nhau, thì nó sẽ cho ra cái hiệu ứng chỉ khi may là nó xiên chéo đặc trưng của cái may da thật thủ công. Đây là một cái sản phẩm ví mà chúng mình đang sử dụng cái đục xiên này để hoàn thành sản phẩm. Các bạn nhìn kỹ, các cái đường chỉ nó sẽ xiên chéo đều nhau. Các cái lỗ đục nó được giấu rất là kỹ bởi vì cái mũi cái đục này nó tương đối là nhỏ và dẹt. Thế nên ra là những cái đường đục nó sẽ được giấu khá là kín. Đó, các cái đường chỉ nó sẽ chéo và gối đều nhau. Thế đây là đặc trưng của cái may da thật thủ công. Đây này, các bạn nhìn quan sát kỹ các đường đục này. Bây giờ mình sẽ thực hành đục và khâu thử với cái bộ đục xiên này. Ở đây mình đã có hai cái miếng da mình đã dán lại với nhau và ke cái viền lấy dấu đục. Bây giờ mình sẽ tiến hành đục da. Thì khi đục các bạn cố gắng bám sát cái đường ke viền của mình. Cái mũi đục đầu tiên bao giờ các bạn cũng sẽ để ở ngoài cùng của mép da. Khi đục lưu ý luôn giữ cái chui đục với cái mặt bàn thành một góc 90 độ. Như vậy thì cái mặt trên và cái mặt dưới của các bạn nó sẽ đều nhau hơn, nó không bị lệch. Và hai là cái đường may giữa hai mặt nó sẽ đều thẳng. Đó, đục ra ngay là ok rồi này. Để đục mũi thứ hai, các bạn gối một cái mũi vào một cái mũi cuối cùng của cái đường đục đầu tiên. Các bạn tiếp tục đục. Đó, xuyên qua là ok. Tiếp tục như vậy đến khi nào hết. Tiếp theo, mình sẽ khâu cái đường mình vừa đục thử này. Thì cái chỉ mà thường sử dụng để khâu da nó là cái chỉ sáp. Cái chỉ là chỉ dù đã được tuốt sáp. Để khâu được một cái đường da như này, các bạn cứ tính lấy dư khoảng tầm 4 đến 5 lần chỉ là sẽ khâu vừa một cái đường như này. Thì các bạn lưu ý này, khi mình khâu da này thì các cái đường khâu của mình luôn để ý là cái hướng mũi xiên chéo nó sẽ hướng ra phía ngoài và phía chếch lên phía trên. Đó. Đầu tiên đâm cái mũi đầu tiên vào, kéo lên phía trên như này.
Thì đây là cái kết quả, các bạn chú ý này, các cái đường chỉ nó có cái hiệu ứng xiên chéo đặc trưng của cái loại đục xiên này. Thì vừa rồi mình vừa giới thiệu với các bạn cái bộ đục xiên 3.85 của bên mình và hướng dẫn các bạn cách đục và khâu ra để cho ra cái kết quả cái đường chỉ may có hiệu ứng xiên chéo giống như trên sản phẩm của chúng mình.